Lâu lên lên tới trời luôn. Gồm coi hết luôn. Có mấy lần em định mà nó cũng hết luôn. Nó lại mấy nhà em tự lánh á. Khải em cũng ra đó. Tự nhiên đẩy lên thế này. Khô luôn á. Nó có đầu cục sao, có đầu cục cũng liền. Xuống đi trà cô ra rớt đục đục nè. Ví dụ xin nữa mà có ai khách nữa đó mà ngủ nữa thôi chứ mấy nữa mà ngủ thật thì mà sao đi bây giờ về giờ ông xí nhà tôi gọi qua. Nghe rồi. Có chị gọi cho chị nghe chứ đừng nhắn tin nha. Đi nặng mụn một là một kỳ công mụn để dành. Tạo nguyện quen biết chắc rửa mặt xong hơi ra về rồi quen biết cũng không một cái khổ nữa. Ngày bố ăn cười tao biết sợ làm quán này đang nó ngồi đây vô có cái tay khách vô luôn. Và nhỏ đi xí chắc hai cái chờ quay bên kia cái gì hai cái chứ hả ra 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 của hậu nó về đặt bên kia à chắc ta nặng quá ta nặng gì quá chẳng nghĩ ngờ bé đâu không bé không à cố gắng này nhiều lắm em ơi.
ông lòng buồn có muộn không thì xí nữa rảnh ta Hậu quay cho mình lo Vi quay cho Cali nè Cali lấy dây su cái truyền cho cái tay của bao tay à, kéo bao tay lên nếu mà bao tay muộn muộn như đây nặng sướng